Vâng, và hãy xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, không ai khác, chính xác là Blue. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục với series ARK Genesis 2 thôi tất cả các bạn ạ. Có thể nói phía sau lưng mình đây là hai con thú mà mình vừa thuần hóa ở buổi livestream trên Nemo. Các bạn nào có theo dõi mình live ở trên Nemo á thì các bạn đều biết rồi đúng không nào. Đâu đó thì mình đã thuần hóa em ngựa này trước. Thật sự ra mà nói, thuần hóa em ngựa này thì khá là khó. Như các bạn có thể thấy thì em ngựa này chỉ level 41 thôi. Và lúc mình bắt nó thì đâu đó nó chỉ level 30 thì phải. Hình như là cái độ teaming của mình á thì mình chỉnh khá là thấp. Vì vậy thì để tem được một con thú có level cao á thì rất là lâu nha tất cả các bạn nha. Và em Parasaurus kế bên này á, ui đây là em R Parasaurus cho tất cả các bạn nha. Thì nó sẽ mạnh hơn mấy con bình thường theo các bạn mà chat ở trên Nemo nói mình là như thế đấy. Thì mình đã sử dụng em ngựa này đấy, đá em Parasaurus và chỉ đâu đó khoảng 3 cú đá thôi thì em Parasaurus đã ngủ. Và việc còn lại thì mình chỉ có gọi là bỏ trái cây mà thôi. Đấy, thế là mình đã có thêm một em Parasaurus nữa tất cả các bạn ạ. Và có thể nói trong cuộc hành trình ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng lại ngôi nhà của mình. Tại vì các bạn thấy rồi đấy, ngôi nhà của mình thì nó bằng rơm. Đấy, nó không hề chắc chắn một tí xíu nào luôn ấy. Như các bạn có thể thấy này. Mà bây giờ là mình đấy, mình có hai cái sàn bằng gỗ thì mình sẽ thế vào chỗ cái giường này cũng như là thế chỗ bên đây. Tại vì cái giường khá là quan trọng, nếu như mà cái sàn ở đây bị bể á thì cái giường của mình sẽ bị hư theo luôn, nên là mình sẽ thay hai cái này. Ôi cũng ok phết đấy. Đâu đó thì bây giờ mình đã đạt được level 19 rồi anh em ạ. Level 21 thì mình có thể làm được tên mê, nhưng mà tên mê đối với mình bây giờ thì nó cũng không có quan trọng quá khi mà mình đã sở hữu được một em ngựa tất cả các bạn ạ. Đấy, ui để mình làm mấy cái này cái đã. Ui quên học mấy cái này anh em ơi. Đấy, cái tủ nữa nè đó. Áo da thì không cần đâu. Khi mình đã có được bộ đồ test thì áo da đối với mình sẽ không cần nữa. Cầu thang à, ok nha. Cửa à, làm cửa luôn này. Đấy, học khá là nhiều. Và trong phải gọi là tập lần trước á thì đã có một số bạn nói với mình á, hãy sử dụng cái gọi là cái găng tay test á để farm. Nhưng có thể nói thì cái găng tay test này á thì chỉ thích hợp farm rơm thôi. Ui Raptor, Raptor anh em ơi, chạy. Quay, mình tưởng thú ở đây là toàn thú ăn cỏ thôi, ai ngờ có thú ăn thịt nữa. Đây là lần đầu tiên mình thấy một con thú ăn thịt ở cái vùng đất này nha. Một lần đầu tiên luôn á. Đây, các bạn sẽ nói là gồng như thế này nè. Farm, đấy các bạn thấy không, 108 rơm với gọi là có mười mấy gỗ thôi. Thì như các bạn thấy đấy thì bây giờ làm sao mà mình có thể gọi là farm gỗ được bằng cái đôi găng tay test này đúng không. Nên là cũng khá là khó, fiber thì khá là nhiều rồi này. Hiện tại thì ui lên level 20 rồi anh em ạ. Bây giờ thì sẽ mình sẽ cố gắng lót cái nhà của mình bằng gỗ trước cái đã. Khi nào mà lên level cao cao một tí xíu thì mà một điều đặc biệt á là ở gần khu nhà của mình ấy thì có những con thú mỏ dịch khá là mới lạ, cũng như là có những con pet stego. Và mình các bạn biết rồi đấy, con stego test á là một trong những con mà mình cực kỳ là thích ở giai đoạn đầu luôn. Tại vì nó rất là đa năng, vừa farm được trái cây, vừa farm được trái đen này, vừa farm được đâu đó là rơm và gỗ nữa, cực kỳ là hữu dụng luôn. Nên mình nghĩ thì có được một con stego ở giai đoạn đầu tiên á sẽ là một cái gì đó hỗ trợ mình rất là nhiều sao cho sau này luôn anh em ạ. Đâu rồi đấy, farm gỗ tí xíu nào. Cái hình như là sàn nhà của mình là 6 ô thì phải. Mặc dù thì như các bạn có thể thấy thì nhà bằng gỗ thôi, nhưng mà mình thấy là cũng khá là ok ở giai đoạn đầu này rồi. Và hiện tại thì cái ngôi nhà này á thì mình nghĩ thì chỉ là tạm bợ thôi các bạn ơi. Đấy, chỉ là tạm bợ thôi chứ chưa phải gọi là cái ngôi nhà cuối cùng của mình định cư đâu. Nên là tạm thời xây bằng gỗ là được rồi. Chúng ta không có nên xây những cái vật liệu như bằng đá, tại vì nó tốn khá là nhiều cũng như là thời gian. Với lại thì bây giờ mình chế những cái sàn như thế này á thì mình sẽ lên level này. Và lên level ở giai đoạn đầu như thế này á thì khá là hữu dụng cũng như là hỗ trợ khá là nhiều luôn ấy. Mình farm khá là nhiều luôn. Hên là có bộ đồ test này á, không có. Ok. Hên là có bộ đồ test này á, không có bộ đồ test này thì cũng khá là gian nan đấy. Ở nhà của mình thì một cái sàn nữa là đủ rồi nè. Đấy, thế là thế cái cửa. Làm cái cửa rồi. Ok, bây giờ là về nhà là hợp lý rồi nè. Đó, nâng độ nặng lên. Mình nâng rất là nhiều điểm vô cái gọi là phần sức nặng luôn. Ui, một con thú mỏ dịch màu đỏ anh em ạ. Từ. Không biết thì level mấy là chúng ta có thể gọi là bắt được con mỏ dịch này thế nhờ. Level 40. Ui, màu đỏ đẹp chưa kìa. Được đấy. Để một tí về mình lấy con ngựa của mình đá đó.
đá nó, mình đá nó thử xem như thế nào. Mà không biết thì cái tụi này nó có giống như là cái tụi Hải Ly, nó sống theo kiểu như là bầy đàn hay không. Nếu mà nó sống theo kiểu bầy đàn á thì mình đánh một con là tụi nó sẽ phản kháng lại liền luôn á. Nó là cũng cũng hơi khó. Dạ, lố, quay trở lại. Ok, các bạn nào đang theo dõi thì đừng quên để lại một like và đăng ký channel để ủng hộ mình nha. Và các bạn nào mà kiểu như muốn theo dõi mình stream ở trên nền tảng Nemo á thì đường link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Đấy, thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Cũng như là mình gần đây á thì mình đã tạo một cái group. Đấy, group Facebook anh em ạ. Đấy, các bạn nào kiểu muốn giao lưu hay là các bạn muốn muốn có những thắc mắc gì á về ARK hoặc là những vấn đề khác á thì các bạn cứ tuyệt nhiên mà đăng lên thì sẽ có mấy bạn mà kiểu như là hiểu biết á, họ sẽ trả lời. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Đấy, đường link thì mình sẽ để tất cả bên dưới phần mô tả, mọi người chịu khó nhấp vào và tham gia group để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự ra thì nếu mà group mà có nhiều bạn tương tác á thì nó sẽ vui hơn là một người. Bây giờ nâng tốc độ chạy đi, bây giờ đã đến lúc của chúng ta phải coi là cần tốc độ chạy rồi mọi người ơi. À, mà Liên Thiên nãy giờ là mình lên cấp mấy rồi? Ui, 23 luôn rồi này. Mình đã làm được những mũi tên mê rồi đấy. Ây da, mình quên mất. Ui, làm anh Smitey. Làm cái bíp. Đây rồi, khi nào mà mình lên thời kỳ độ sắc như thế này thì mình mới có thể gọi là đi tìm cái chỗ mới ở được. Đúng không? Đấy, khá là hợp lý. Thịt. Ây da. Thịt thối để làm tên này. Đấy, hiện tại thì bây giờ là có 11 narcotic. Bây giờ đi tem thú được chưa ta? Bây giờ là mình nghĩ là nên tem con con mỏ vịt có tên là cái gì vậy nhờ? Từ từ, để mình xuống coi thử đi. Đủ level để nó có làm yên cho nó không? Đủ level làm yên cho nó mới được. Mà tính ra là mình đi con ngựa này nó còn chậm hơn là đi bằng ấy nữa đó. Dạ, con ngựa đáp xuống mà cũng mất máu nữa à. Ngựa của mình, ui, ngựa của mình thấp máu vậy. Thấp máu quá, tăng máu lên. Stamina nữa. Nó đá rất là nhanh hết stamina nha. Tạm thời thì con ngựa của mình vẫn đảm nhiệm cái gọi là cái việc farm trái cây. Nó farm trái cây thì nó cũng ok hơn con Parasaurus đấy. Riêng mình nghĩ là như thế đấy. Ok hơn con Parasaurus khá là nhiều. Đâu rồi? Tụi thú mỏ dịch đâu rồi? Ừ mà khoan, từ để mình đi giết một vài con Parasaurus để mình lấy thịt để mình làm thịt thối anh em ạ. Đây có con ngựa kìa. Đây rồi. Con này là R Parasaurus à. Không có ống nhòm khó được đấy. Đấy 16 đam, ui level 100. Ngủ đi nào. Mày chạy không có lợi đâu. Không, con Parasaurus này chạy không lợi con ngựa nha các bạn nha. Ui, sắp hết stamina rồi. Đó, mình thấy, các bạn thấy chưa, mình nói có sai đâu. Stamina này nó tụt nhanh vãi cả trưởng ra. Lên, dí tiếp. Mỗi cú đá của nó là tốn khá là nhiều stamina ấy. Mày, ôi. Phóng lên. Dí theo. Ui, trứng của con Broto kìa, nhưng mà sao mà dám nhặt. Nhặt một cái là nó qua, nó phá cái nhà của mình luôn ấy chứ. Ui, 25 đam luôn kìa. Ê, đừng có đá trúng con Stego nha. Đá trúng con Stego là đi bụi đó. Chặn đường mày luôn nè con. Ui, con này trâu thiệt. Con này trâu quá. Mày, ngủ. Ôi kìa, nó không ngủ luôn kìa. Ảo thật ấy. Chết mày với tao rồi. Có con Galim nữa à. Chạy vô đường cùng rồi. Ui, có con mô chớp này. Nếu mà không giết cái con ấy thì mình giết con mô chớp cũng được. Rồi con mô chớp là phải gọi là nhiều da và nhiều thịt lắm. Nó chỉ thua con heo thôi. Rồi, ép góc nha. Mày. Ui, con này nhiều máu vậy. Nó ra hơi bị nhiều máu luôn ấy. Mình lấy con ngựa để giết hay là mình giết ta? Thôi để mình giết đi, mình giết để mình lên level anh em ạ. Giết để lên level. Con người lên level là ok hơn là cho con ngựa. Nó gần chết rồi đó. Không biết là đủ lên level không nữa đây nè.
với con mấy con ăn cỏ này. Ờ không lên level nổi luôn ấy. Mấy con cỏ này thì nó không có lên level nhiều. Đấy. Bây giờ tách thịt ra nè. Đấy. Đó, ok chưa? Lên cấp à. Chạy đi rồi. Bây giờ thì qua bên kia để coi cái con quỷ con ấy nó tên cái gì cái đã. Còn con Stego này thì có nên bắt con Stego không nhờ? Nghĩ là có đó. Nhưng mà để coi level vũng như thế nào đó. 36 à. Nó farm trái tím yếu như vậy ta. Con này con ngựa nó farm trái tím hơi bị yếu này. Ờ. Farm trái cây hơi. Ok, phải có được con Stego rồi đó. Đi quét mấy cái bụi này nhanh. Ok, vậy là cũng ổn rồi. Ôi có cừu nữa nhưng mà mình chưa dám giết con cừu. Ờ, bây giờ giết thì vẫn được đấy nhưng mà giết con cừu rồi thì mình sợ là mình lãng phí cái thịt của nó ra tại vì chưa có cái tủ bảo quản này. Đó, rồi chưa có phải gọi là sức chứa nhiều nữa nên là lỡ mà nặng quá thì toan luôn ấy. Trời, thú ma dịch, thú ma dịch. Ê. Ok. Thú ma dịch mày tên vậy? Đây là con ma dịch màu đen à. Tên là gì nhờ? Tên là me gì vậy? Mewing à. Ơ kìa. Ơ, mình phải bấm vô cái nào mới được ta? Đây, tên là Mewing mà. Sao mình sạch nó không có ra cái yên của nó nhờ? Con này không cần yên hả? MAE cay thế nhờ. Đây rồi. Ui level 19 thôi. Ây da, 30 cục mê tổ anh em ơi. 30 cục mê tổ. Cay thế nhờ. Thôi chắc bắt con Stego. Ui con Stego bên đây nó đẹp. Ui đúng nghĩa luôn. Thôi con nó để sao đi. Ui Stego nè. Mình mẩy nó đẹp chưa? Ủa đây là mới là cái con mà mình cần anh em ạ. À. Level như vậy. Ủa 144 đây rồi. À, làm tên mê không? Làm tên mê luôn ấy chứ. Ây da. Bao nhiêu trái rồi? Tím. Ui trái tím cũng nhiều rồi này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lên trên đây. Mình sẽ bắn dụ nó trước. Mình sẽ dụ nó trước. Và khi nào nó bỏ chạy á, khi nào nó tới cái lúc mà nó bỏ chạy á, thì mình sẽ... Ui mình dụ con Stego vô đây được này. Con ngựa của mình nhảy lên. Đây rồi. Trời. Bắn trước. Bắt siêu à. Lâu quá mới bắn cái cung này nha. Mày bịch 7 đam. Vũ nó qua đây. Qua đây. Để chơi bạn ơi. Trời ơi. Mày này lú cái đầu vô đây là đẹp. Cho nó lọt cái đầu vô đây là đẹp nè. Nó không có lọt cái đầu vô nhờ. Mày này. Nó lọt cái đầu vô đây thì mình bắn vô cái đầu nó luôn. À đây. Vô. Ơ kìa. Con này nó chưa bỏ chạy đâu. Con quỷ mấy con test này nó ghê lắm. Nó chưa bỏ chạy được đâu. Ủa mà nó chưa bỏ chạy nó đâu rồi ta? Ây da. Nhắm ngay cái đầu mày luôn nè. 16 đam nha con.
Đây, vô đây, vô đây, vô đây. Nhắm vô cái đầu mày luôn này. Bắn vô cái lưng. Cái lưng nó không lên đam nhiều anh em ạ. Bắn vô cái đầu của nó cơ. Con Boruto này chỗ khác nè. Đứng ở đây là một tí là tới công chuyện luôn đó. Ủa nó chạy chưa ta? Sao giống kiểu nó chạy quá vậy? Nó chạy xuống nước là tới công chuyện luôn á. Đã đến lúc dùng ngựa chiến rồi anh em ơi. Ủa nó chạy rồi hả? Mày. Ê đừng kẹp, đừng kẹp. Con Stego này có chịu kẹp không ta? À nó chạy rồi, nó chạy rồi. Lùa nó vô bờ, lùa nó vô bờ. Lùa nó vô bờ, lùa nó vô bờ anh em ơi. Đừng có chạy. Lùa vô bờ, lùa vô bờ, lùa vô bờ liền. Gấp, 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 gấp. Đấy con Pira nha này. Vô bờ đi nào. Ở dưới nước này thế nhờ. Ủa con Piranha. Con Piranha ác vậy. Ủa nó cắn con ngựa của mình còn có một nửa máu luôn kìa. Mày, mày, mày. Đừng có xuống nước nào. Cái con Stego này nó cứ sao ấy nhờ. Bị sao ấy. Khó chịu quá. Nó cứ thích cái hồ nước này thôi. Kìa 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 kìa. Nó quay ngược lại nữa kìa. Ga liêm này. Xuống đây là sợ Piranha nó cắn thôi. Ừ lên bờ đi, lên bờ đi. Hay 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 hay. Lên bờ là đẹp. May nè, may nè, may nè. Thầy ơi, nó lên bờ rồi anh em ơi. Nhưng mà mình sợ nó lên nó gặp đồng bọn của nó thì nó đánh mình đấy. Mày. Từ hồi stamina, từ từ. Bây giờ nó lên trên khu này là khỏe rồi. Cái gì vậy? Nó ăn cắp cái gì rồi ta? Ui, con này nó ăn cắp thịt. Thịt tao không có ăn mà mày ăn cắp. Tới số mày rồi. Tới số mày rồi. Thịt tao không có ăn mà mày ăn cắp thịt của tao. Con này đáng ghét thật sự à. Lấy ngựa nổ nó luôn. Rồi, Stego đòi. À, khó chịu thế nhờ. Từ từ hồi stamina cái mình đá nó tiếp. Mấy con này chắc nó hồi stamina nhanh không ta? Nó hồi turbo nha. Ê, đừng có xuống sông nữa, quay ngược lại đi. À, tính ra bắt cái con Stego này không mà tốn thời gian phải cả trưởng ra luôn ấy chứ, đâu có đùa được đâu mọi người. Khó không? Anh em thấy vậy gọi là giai đoạn đầu khó cực kỳ luôn không? Nhưng mà vui, nhưng mà thích, mình thích giai đoạn đầu này lắm luôn ấy. Mày nè, liên hoàn nè, liên hoàn gõ nè. Ôi. Ủa kìa. Đâu vậy? Hay là đá con tét nó không lên tô bồ ta? À, không có cái ống nhòm tức thiệt sự luôn ấy. Mình phải có cái ống nhòm mình mới biết được. Quay lại. À da, ui nó quất mình kìa. À da sao? Thế bây giờ nó đánh mình rồi. À da, à da. Ủa sao hồi nãy nó không đánh, bây giờ nó đánh rồi ta? Ảo thật ấy. Ủa hồi nãy mình đâu, nó đâu có đánh mình đâu. Ở kìa. Làm sao biết nó bao nhiêu tô bồ rồi. Trời ngựa ơi, giờ này mà mày còn. Chết con ngựa rồi. Chết con ngựa rồi anh em ạ. Từ từ. Đi rồi. Ủa hồi nãy sao nó không đánh nhờ.
ảo thật ấy. Hồi nãy nó không hề thèm đánh con ngựa của mình luôn. Thôi này, bây giờ mình chế thêm, mình bây giờ mình về nhà chế thêm tên thì mình sợ nó không có ấy chứ. Thêm tên thì mình sợ nó không kịp ấy. Hay thế nhờ. Sợ nó tụt hết turbo. Không biết thì con test này nó tụt turbo nhanh hay không. Con ngựa của mình thì có lẽ như là bắn nó cũng không si nhê gì. Ok, giờ chỉ chơi chiêu bắn thôi anh em ơi. Con ngựa của mình là hết sức để đá rồi. Hết đá nổi rồi. Ui nhà xa vậy. Để con ngựa ở đây đi. Về nhà cái. Chế nào cũng tích. Quay có thính kìa. À, mình không biết là mình nhặt thính được chưa nữa. Ok. Ây da, chế 21 bình hơi bị lâu nha. Có phải thính. Nhưng mà không biết thì có ấy được hay không này nữa. Cái đã chứ để hồi là nó mất á. Sợ nó tụt turbo thôi. À, nó chạy kìa. Nó cứ ngủ rồi đúng không ta? Nó chạy nhờ. Mày định dí ai? Là nhặt cái thính này thử coi anh em. Biết hồi nãy mình chuẩn bị nhiều tên một tí xíu. Giờ lắc nhắc quá. Yên có con gì vậy? Ui crypto. Ây da, crypto nhiều quá nặng rồi này. Ây da, lên 2 cấp. Okay. Hợp lý rồi. Về mình lấy hết ấy qua luôn. Narcotic qua luôn. Ui mưa nữa kìa. À, đầu game sao phải gọi là gặp khó khăn thế nhờ. Có được con Stego thôi mà nó khó đến như thế đấy mọi người ạ. Thề. Con Stego thôi mà làm khó nhau đến vậy à. Mình không tin là mình bắn bao nhiêu mũi đây mà nó không si nhê đó. Sợ nó là tụt turbo nó nhanh đấy, nhớ turbo nó tụt nhanh đấy. Đây rồi, mình bắn là canh vô cái gần đầu nó thôi. Ấy da, lên à, tí nữa quýnh trúng mình rồi. Lên em ơi. Đây, vô đây. Đưa cái đầu mày đây. Ây da, sao trâu quá vậy.
còn 13 mũi thôi đó. Ây da, ây da. Để nó quýnh gáy muốn nửa cây anh em ơi. Nó quýnh gáy muốn đi luôn vậy. Thiện xạ hay quá. Hay quá. Phải có cây nỏ, phải làm được cây nỏ thì ngon. Làm được cây nỏ bắn nó ok hơn là cái quỷ quái cây cung này. Cây cung quỷ quái này thì hơi fail. Ây da. Ê, còn có 10 mũi thôi đó. 10 mũi mà chưa ngủ là mình dơ kìa. Mình xách con ngựa của mình qua chiến với nó luôn ấy. Mày chưa xi nhê luôn kìa. Con này không biết bao nhiêu tô bồ nữa. Mình quên cả. Ây da. Chết. À, bắt con xịt ego chưa bao giờ khó đến như bây giờ. Cái này là, ủa tụi thú này là có giảm x2 tô bồ không nhờ? Giảm x2 tô bồ thì hơi bị ghê. Mày. Tao chơi với mày. Hết vốn luôn. Lú cái đầu lên. Lú cái đầu lên. Chưa anh em ạ, con này nó vẫn còn sung sức lắm. Nó chưa có dấu hiệu gì là nó cảm thấy nó bị gừng ngủ cả. Mày. Mũi cuối nè. Mày. Dạ. Tí hẹo rồi. Mày ổn. Ngủ mình đâu rồi nhờ? Ngủ mình đâu rồi ta? Hồi nãy mình cởi nó về tới đâu quên rồi nhờ. Ơ kìa. Hồi nãy bỏ con ngựa đâu mất tiêu luôn rồi. Quên mất cái vị trí con ngựa rồi. Cày thế nhờ. Hình như mình đi lộn bên rồi sao ấy. Ngựa mình để bên đây này. Để lộn bên. Đây rồi, con ngựa mình đây rồi. Tăng máu đi mà. Con ngựa của mình nó đầy máu rồi nè. Chơi với Stego luôn. Chào ơi. Nâng tô bồ lên luôn. Ủa nãy nó dưới đây đúng không nhờ? Có con Stego đó tô bồ nó trâu thật sự luôn ấy. Đúng theo kiểu nghĩa là trâu luôn ấy. Cái ông nhòm. Chế ông nhòm cái. Đấy. Chế giường luôn cho bớt cho nó nhẹ đi cái đã. Đâu rồi nhờ? Từ. Ủa, Stego lúc nãy đâu rồi ta? Thề quên mất vị trí nó luôn rồi. Dạ, ăn hành dữ vậy. Ẩu thật ấy. Chỗ này quá trời Stego luôn.
Không biết, không biết con nào là con nào luôn ấy. Rồi xong luôn hả? Ờ kìa, mất con Stego đỏ rồi. Con kia nó trâu quá, thật sự luôn nhá, con Stego nó đúng trâu luôn, đúng theo kiểu nghĩa là trâu luôn ấy. Nó bắn 20 mấy mũi rồi. Chắc mình nghĩ là mình phải làm nỏ thôi anh em ơi. Bây giờ chỉ có cách rồi. Khu này nhiều Stego thế nhờ. Bây giờ mình nghĩ là bây giờ chỉ có farm. Farm rồi. Cắt đây. Mình giờ chỉ có farm rồi làm cái lò nung rồi lấy làm metal thôi. Đấy. Tính ra có con ngựa cũng chưa khỏe nhờ. Lúc đầu mình cứ nghĩ là mình có được con ngựa để bắt đầu mình khỏe dần rồi đấy. Mình đi tem thú là cũng ok rồi đấy, nhưng không. Đấy, con ngựa này đá con Stego thì phải gọi là biết chừng nào nó mới ngủ. À đây. Nó ở sát bên đây mà. Mình đi đâu xa mình kiếm như vậy? Con bồ chắc nó tụt hết rồi hay sao ấy. Ủa nó chết, nó chết. Chết kìa. Ơ! Đừng. Chết con ngựa. Chạy. Em ơi, đấy, con ngựa của mình một tí nó là hẹo rồi. Ác thật ấy. Raptor nó này, Raptor này. Ngựa ơi. Ngựa ơi. Cay thế nhờ. Ngựa ơi là ngựa. Hôm này thì chết tôi hay không ấy chứ. Ai da. Trả thù anh em à. Một ngày phải gọi là xui xẻo. Tập phải gọi là ăn hành. Mày nè, bắn mày cho mình. Mày nè. Mày nè. Dám giết con ngủ của tao. Mày gan lắm. Mày chạy đâu hả con sâu? Ôi ôi bắn gì trúng luôn anh em thấy ác chưa? Hơi bị đỉnh. Chạy hả? Chạy với ai? Chiêu chiến nhầm người rồi đó. Ôi mày định hách não à, định hách não ai? hách não được đấy. Hách não hay đấy. Hách não hay đấy. Mày. Nó nguy hiểm quá anh em ơi, nguy hiểm quá. Thề. Chắc chơi không được á, nó rỉ máu chưa nhờ? Nó chưa rỉ máu là quýnh chắc tới bắn chắc tới mốt luôn ấy. Cho nó dụ à, nó chạy về tưởng nó gần hết máu nó chạy về nó không chơi mà dụ này. Trời ơi, sửa cái cung này liền. Cung bị gì vậy? Thiếu gì vậy? Thiếu gỗ. Để chết tôi rồi. Nó đang đưa cái đầu cho bắn ngon à. Đang đưa cái đầu cho bắn à. Giờ nó hồi máu mẹ rồi. Lú cái đầu vô đây. Mày lú cái đầu vô đây. Ui à, cuối cùng nó cũng chịu chết rồi này. Tưởng là nó không chịu chết luôn ấy chứ. Khá là công cốc rồi.
còn đúng có con Parasaurus thôi. Phải đi tem con ngựa khác lại thôi mọi người ơi. Khổ quá, giai đoạn đầu này khổ thật sự luôn ấy. Thề giai đoạn đầu này hơi khổ ạ. Ôi cái cửa đôi luôn, bốn cái cửa đôi luôn ạ. Lắp vô đâu mà cho hết. Tôi lên được 3 cấp, cũng được, lên được 3 cấp là cũng được rồi. Lên máu xíu nè. Ui lên được 3 level 30 rồi. Ai à, bây giờ là phải quay được chế được cái kiếm luôn rồi nè. Lên thời thời kỳ đồ đá luôn rồi. Được rồi đấy. Cũng ok đấy các bạn ạ. Tôi nghĩ thì tập ngày hôm nay chắc kết thúc tại đây quá. Bây giờ thì phải đi farm làm bếp rồi làm bàn smithy để có thể gọi là bắt được con thú mỏ dịch thôi mọi người ơi. Đấy, mình nghĩ thì tập ngày hôm nay kết thúc tại đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo vậy. Và các bạn nào mà kiểu như muốn theo dõi cuộc hành trình thêm nữa thì hãy nhớ vào đường link bên dưới thì mình sẽ like cho Nemo ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới, tháng mới cực kỳ là vui vẻ nha. Bye bye mọi người.